Con xe này anh em không đi thì đi xe gì anh em ơi? Ui, một con xe rất là cọp luôn anh em ạ. Em ngồi vào đây em cho nó mát xíu rồi em chia sẻ chi tiết cho anh em con xe 7 chỗ gầm cao này nha. Anh em thấy ni lông này, ni lông còn chưa bóc tem nhé. Trang bị thêm cái gắn độ thêm một cái dàn lạnh phía sau này, có màn hình này, có cam re này, sắc nét luôn anh em nhé. Có cam hành trình này, vô lăng anh em thấy không? Vô lăng cá đẹp luôn. Con này đi chuẩn của nó là 114.000 anh em ạ. Chuẩn là 114.000. Số máy cực kỳ là êm. Và con xe này em chia sẻ thật với anh em luôn là số máy zin, nắp cò chưa ra. Ok anh em luôn. Đấy, nội thất này đẹp này. Đấy. Nhưng mà bây giờ em sẽ ra ngoài em chia sẻ cho anh em con xe này nhá. Anh em nào quan tâm đến bất kỳ con xe nào cứ alo trực tiếp cho Phúc Việt ô tô cũ. Có trang bị ghế điện này 0936793793 và 0969711441. Đây, có xe 7 chỗ gầm cao, có áp suất lốp lốp mới. Xe màu bạc mang biển thành phố Hồ Chí Minh. Quá đẹp, quá cọp luôn anh em ạ. Này, anh em thấy không? Đèn bi siêu sáng, lốp dày. Nguyên một dàn lốp của Michelin nhá. Xi nhan bao ra tích hợp gương, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Đã được dán phim nhiệt chống nóng về mưa đầy đủ. Bậc thềm lên xuống, ghế da zin, táp pi táp lô thì đẹp như mới luôn. Em đảm bảo với anh em luôn này, anh em lên thích con này luôn đấy. Trang bị full đồ chơi, có cả loa súp này anh em này. Có bộ điều khiển bát chét này. Đó. Quá đẹp quá chất luôn anh em ạ. Kiếm được ở đâu một con cọp có rèm chắn nắng này. Đó. Anh em kiếm đâu mà con 207 mà xe nó cọp như này được. Khó mà kiếm lắm, mà chỉ có 215 củ khoai lang anh em nhé. 215 củ khoai lang anh em có thể sử dụng ngay con này. Bao rút hồ sơ cho anh em. 7 chỗ gầm cao phía sau này được trang bị thêm hai cái màn hình để giải trí phía sau này, có thêm dàn lạnh. Đó, khoang hành lý rộng, lót sàn 5D sạch sẽ. Táp pi táp lô đẹp, xe đẹp về sẵn sử dụng, chỉ việc đổ xăng mà đi thôi. Gầm máy thì em bao chất cho anh em. Đây, cho anh em xem phần gầm này. Đó, lốp xô cua đây anh em nhé. Đó, lốp xô cua này anh em thấy không? Quả lốp xô cua chất không? Chất luôn đấy nhé. Lốp dày như mới. Và đặc biệt anh em này, khi anh em đi 4 người nhá, khoang hành lý này thì rộng bao la luôn anh em, để hành lý thoải mái luôn. Đó, gia đình đi chơi xa là anh em đi con này thì không bao giờ mà sợ mệt mỏi, không bao giờ mà sợ nóng bức. Rộng rãi, gầm cao, form đẹp. Quá đẹp, quá chất anh em ạ. Đó, nắp bằng xăng được ốp mạ chrome này. Có màn hình đầy đủ hết rồi. Đó. Vô lăng củ số thì nhẹ nhàng. Đấy, keo chỉ zin. Cho em xem cái phần khoang máy xe này nhá. Máy cực chất luôn cho anh em, máy êm. Hiện nay em đang cho để nổ máy và bật điều hòa hết nấc cho anh em rồi đó. Máy con xe này thì đây. Đây, máy anh em thấy máy không? Máy rất là êm nha, khô ráo. Keo chỉ zin này, anh em thấy 207 mà nó zin mức độ như này anh em thấy không? Đây là một con cọp, siêu cọp cho anh em. Ốc nắp cabo này nha. Đấy. Máy này quá êm quá ấy luôn, khô ráo luôn anh em nhé. Bao chạy, bao test, bao quay đầu. Giá chỉ 215 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Anh em nào thích con xe 7 chỗ gầm cao này và đặc biệt con cọp này thì hãy alo ngay cho em. Anh em nhanh tay nhé, chiếc xe này 1-2 ngày là bán đấy anh em ạ. Và anh em nào được xem được thì alo ngay cho em 0936 793 793 và 0969 711 441. Đây là hai số hotline như là Zalo của em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.